Đó là những sự tinh tế, bởi vì một sản phẩm đẳng cấp là những chi tiết, những cái chi tiết cần phải tinh tế. Và khi cảm giác đối với bản thân mình là người sử dụng, mình bấm, cảm giác nó cũng khác. Tức là mình bấm trên viên kim cương này, và khi mình vừa cầm điện thoại lên là mình đã cho một cái cảm giác rất là thích thú rồi, là nó hài hòa rồi. Điểm nhấn giữa màu inox sáng bóng và vàng là hai điểm đã tạo được điểm nhấn rồi, và cộng thêm viên kim cương vào nữa thì điểm nhấn nó trở nên vượt trội hơn. Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay, một sản phẩm Kỳ Lân trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách hàng. Sản phẩm này nằm trong danh mục sản phẩm chính của Kỳ Lân. Đây là một chiếc điện thoại mang tên XOR. Và trước khi giới thiệu chi tiết thì Kỳ Lân xin phép nói về cảm xúc của mình khi cầm, nhìn, rờ, chạm chiếc điện thoại XOR này. Mặc dù đã cầm rồi, sờ rồi, sở hữu rồi và chiêm ngưỡng rồi, nhưng mà mỗi lần mình cầm chiếc điện thoại này lên là mình rất nhiều cảm xúc vì nó đã. Có nghĩa là một chiếc điện thoại nó kết hợp được nhiều yếu tố, từ chất liệu sang trọng vốn có của hãng như là Titan, và này được mạ bóng rất là bóng, sáng bóng inox. Tất cả chất liệu để tạo nên chiếc điện thoại này cũng là đều là đồ cao cấp xa xỉ, như là mặt kính là Sophia, và phần phía sau lưng là phần da B của hãng, thì đã được Kỳ Lân gọi là đặt ý cái sự đẳng cấp lên cao hơn nữa. Bình thường một chiếc điện thoại màu inox sáng bóng và phần da màu đen Sophia mặt kính rất là bóng thì nó đã đẹp, đã sang trọng rồi. Nhưng Kỳ Lân đã thay nguyên cái cụm này bằng một ổ vàng, vàng khối, vàng y đúc ra, và chắc chắn rằng quý khách sẽ tia vào cái chỗ này, để chỗ này bởi vì nó chiếu, đúng không ạ? Và viên kim cương này là viên kim cương siêu đẹp do đích thân Kỳ Lân tuyển chọn và chọn lựa. Có nghĩa là viên kim cương này là một viên kim cương nước D, nước màu đẹp nhất trong bảng màu của kim cương. Và viên kim cương này có 3 excellent, quỳnh quang là non luôn, mặt bằng rất đẹp, chiều cao rất đẹp, nói chung là viên kim cương hoàn hảo, không một tì vết. Rồi tiếp theo phía sau nữa, phía sau cũng đẹp lắm. Bình thường thì ở đây vẫn là màu inox sáng bóng, nhưng đã được Kỳ Lân thay toàn bộ cái logo này. Cái logo này Kỳ Lân đã thay thành một cái logo, Kỳ Lân đã chế tác và thay vào một cái logo đúc bằng vàng khối. Và cái logo này rất nổi bật, rất chiếu, rất lấp lánh. Nhờ vào chi tiết là Kỳ Lân đã đính lên xung quanh cái viền logo là kim cương thiên nhiên. Đây, điểm nhấn rất đẹp. Bởi vì khi chúng ta sử dụng, nghe gọi là chúng ta thường cầm tư thế như vậy, như Kỳ Lân đang demo. Và xung quanh môi trường chúng ta sẽ có rất nhiều người sẽ nhìn, và họ sẽ nhìn vào đây, họ sẽ thấy được cái sự giá trị khi có kim cương, khi có vàng, và giá trị vào sản phẩm mà mình đang sử dụng. Đó là những sự tinh tế, bởi vì một sản phẩm đẳng cấp là những chi tiết, những cái chi tiết cần phải tinh tế. Một cái câu chuyện mà vui cảm nhận của Kỳ Lân nữa, đó là khi mà mới hoàn thiện sản phẩm này xong á, mới xài á, thì có thể là thời gian lâu dài thì như thế nào thì cái mình có thay đổi cảm xúc hay không thì đó, thời gian sẽ cho chúng ta biết. Nhưng mà cảm giác của Kỳ Lân kể cả ngay lúc bây giờ là cầm điện thoại lên, tính gọi điện thoại hoặc là tính làm gì đó bấm, thì cái điều đầu tiên là mình cứ nghĩ về kim cương, nghĩ ngay đến viên kim cương, bởi vì nó đập ngay vào mắt mình và thích lắm, bởi vì cảm giác nó chiếu rất là đã. Quý khách chúng ta hãy xem nè, nói mà cảm xúc, rất là cảm xúc luôn, nó chiếu cực kỳ. Cầm điện thoại lên là thấy kim cương chiếu rồi, thích rồi. Và tùy vào tài chính, tùy vào nhu cầu, tùy vào quý khách muốn đầu tư cho viên kim cương này là bao nhiêu, thì Kỳ Lân có thể làm viên kim cương cho quý khách to bấy nhiêu.
hoặc là làm nguyên một viên kim cương to đùng lưng vẫn được nữa. Nhưng mà theo Kỳ Lan nghĩ là viên kim cương tầm cỡ 5 ly là vừa rồi, là đẹp rồi, là chuẩn rồi, là nó hài hòa rồi. Điểm nhấn giữa màu inox sáng bóng và vàng là hai điểm đã tạo được điểm nhấn rồi, và cộng thêm viên kim cương vào nữa thì điểm nhấn nó trở nên vượt trội hơn. Mặc dù bên trong là vàng nguyên khối và nền bằng vàng, và bên trong này Kỳ Lan bắn cát vàng cho nó nhám nhám, nhìn nó đẹp. Và ở cái viền thành của cái logo này là vàng bóng, vàng rô gôn rất là nổi. Bất kỳ chi tiết gì quý khách thích muốn full vàng, hoặc là đính kim cương vô những cái nút xung quanh bên hông đây, nút âm lượng hoặc là nút nguồn, hoặc là đính kim cương lên trên bàn phím, hoặc là đúc nguyên bộ giỏ này bằng vàng và đính nguyên kim cương full vô bộ giỏ này luôn cũng được. Nói chung là tất cả những yêu cầu đó Kỳ Lan sẽ thực hiện hết cho tất cả quý khách. Và kèm đến là những chiếc bao da mà Kỳ Lan cũng chế tác cho phù hợp với sản phẩm của mình. Và tùy vào màu da lưng của chiếc điện thoại thì chúng ta sẽ chọn cái bao da màu nó phù hợp tương ứng với nhau. Hoặc là mình sẽ sắp tới mình không thích màu da B, màu đen này nữa, mình thích thay bằng da cá sấu như vậy. Muốn bất kỳ màu da nào thì hãy liên hệ với Kỳ Lan để Kỳ Lan gửi những con cá sấu và màu sắc để khách lựa chọn. Sau khi khách chọn xong thì Kỳ Lan sẽ lên mẫu sản phẩm cho quý khách. Cũng như điện thoại Vtu vậy, Vtu cũng vậy, Kỳ Lan cũng là làm full vàng, hoặc là đến kim cương, hoặc là đến kim cương lên trên bàn phím, hoặc là nút 5 chiều, hoặc là bộ vỏ, hoặc là bất kỳ chi tiết, hoặc nút kim cương giữa, kim cương vuông. Nói chung là bất kỳ những cái gì liên quan đến chế tác vàng nữ trang kim cương thì hãy liên hệ với Kỳ Lan. Vàng thì Kỳ Lan chỉ tập trung làm chuyên về vàng khối đúc ra, tức là vàng y đúc ra AU750 và kim cương thiên nhiên. Vâng, video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lan trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã đồng hành, đã quan tâm và theo dõi Kỳ Lan. Kỳ Lan chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury nhé. Và hãy ủng hộ Kỳ Lan thêm bằng cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, cũng như chia sẻ dùm cái video này, hoặc là follow like trang fanpage Kỳ Lan để cập nhật những video mới, hoặc là theo dõi coi trực tiếp trên website kỳlanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm của Kỳ Lan Luxury, hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lan số hotline 0901 247 247, hoặc kết nối qua Zalo cũng là số hotline 0901 247 247. Kỳ Lan xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.